Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Vân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 21 của tác giả Vinh Tiểu Vinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 158 Ngọn Nguồn. Nơi thứ ba, Lý Mộ cùng Lý Thành đi chính là Trương Gia Thôn. Thôn dân của Trương Gia Thôn còn nhớ hai người, lo lắng hỏi Lý Mộ có phải lại có cương thi chạy đến hại người hay không vậy? Lý Mộ trấn an tốt thôn dân, đi tới phủ Duyên Ngoại. Trương Lão Viên Ngoại và Trương Duyên Ngoại đều đã hóa thành tro bụi. Chủ sự phủ Duyên Ngoại là con trai của Trương Duyên Ngoại, Trương Tiểu Viên Ngoại. Tại Duyên Ngoại phủ, Lý Mộ hỏi Trương Tiểu Viên Ngoại, tổ phụ của ngươi đã qua đời như thế nào? Trương Tiểu Viên Ngoại nói, tổ phụ tuổi tác đã cao, là hết tuổi thọ chết già thôi. Lý Mộ tiếp tục hỏi, hắn lúc trước thân thể có khỏe mạnh hay không? Trương Tiểu Viên Ngoại lắc đầu nói, tổ phụ tuổi già tuy không có bệnh nặng gì, cũng không có khỏe mạnh. Trương Lão Viên Ngoại hơn 70 tuổi, nếu không bước vào tu hành, cực ít có người thường sống đến tuổi này, cho dù là qua đời cũng chỉ là hỷ tang. Nghĩ đến Trương Viên Ngoại cũng sẽ không có mời người khám nghiệm tử thi để mà kiểm tra xem cha quán chết như thế nào. Thân thể của Trương Lão Viên Ngoại đã sớm biến thành cương thi, lại bị Hàn Triết biến thành tro bụi. Lý Mộ có muốn điều tra cũng không biết phải tra từ đâu. Hắn lại hỏi, phụ thân của ngươi Trương Duyên Ngoại, Trương Đại Phú từng tu hành đạo pháp sao? Trương Tiểu Viên Ngoại gật đầu nói, phụ thân lúc trẻ tuổi từng theo đạo trưởng Bạch Lộc Quang để mà tu hành 2 năm. Cuối cùng bởi vì chịu không nổi tu hành tịch mịch, không có bỏ được sản nghiệp trong nhà, mới xuống núi mà về nhà. Đạo trưởng đó còn nói là đáng tiếc tư chất của phụ thân, nói cha là kim cái gì đó. Kim hành chi thể hả? Đúng đúng đúng, chính là kim hành chi thể đó. Lý Mộ thở dài lại hỏi, mộ của Trương Lão Viên Ngoại là mời vị thầy địa lý nào? Vụ án của Trương Duyên Ngoại xét đến cùng, ở thầy địa lý kia chỉ sợ thi thể Trương Lão Viên Ngoại không chỉ bị chôn ở đất dưỡng thi, còn từng đã bị người ta tế luyện, mới có thể trong một thời gian ngắn như vậy biến thành khiêu cương. Kết hợp nạn cương thi của chú huyện, không khó tưởng tượng tên tà tu động quyền sau lưng kia nhất định đã giỏi về luyện thi. Trương Tiểu Viên Ngoại lắc đầu nói, không phải là mời, mà cái vị thầy địa lý đó tới nhà luôn, nói là tính miễn phí cho chúng ta. Phụ thân vừa nghe không cần tiền, đã liền đáp ứng rồi. Thầy địa lý đó bộ dáng thế nào? Râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt lắm. Lý Mộ không có hỏi nhiều, tu sĩ động quyền đã có thể tu tập thần thông biến hóa, thân thể biến hóa, hoặc nam hoặc nữ, hoặc lớn hoặc nhỏ, thông qua bề ngoài không có thể hỏi tin tức hữu dụng. Hắn dứt khoát nói, được, bây giờ dẫn chúng ta đi mộ huyệt gia gia của ngươi đi. Từ Trương Gia Thôn đi ra, Lý Mộ hầu như có thể xác định thầy địa lý Trương Gia cùng sư phụ của Nhâm Diễn, thầy bói Trần Gia Thôn, người áo bào đen từng đuổi giết Lý Mộ. Cho dù không phải là cùng một người, cũng là ngàn vạn mối liên hệ. Mộ của Trương Lão Viên Ngoại, Hàn Triết đã từng xem rồi, Lý Mộ muốn xem một lần nữa. Một lần trước, hẳn cái gì cũng không hiểu, trong khoảng thời gian này, vì phối hợp Trương huyện lệnh tuyên truyền mai táng văn minh, hắn đã bù lại không ít tri thức phong thủy. Cho dù không có làm bộ khoái, ra ngoài cũng có thể làm thầy địa lý, tính mộ huyệt, chọn nhà cho người ta, kiếm miếng cơm ăn. Mộ của Trương Lão Viên Ngoại ở trên núi phía trước Trương Gia Thôn. Sườn núi, trên một mảnh đất tương đối phẳng phiu, hố mộ đã bị san phẳng rồi, mơ hồ có thể thấy được một ít nguyên trạng. Lý Mộ nhìn hướng đi của mộ huyệt, nhìn một ngọn núi cách đó không xa, lắc đầu nói, bạch hổ quá đường. Lý Thành hỏi, cái gì? Cái gì bạch hổ quá đường? Lý Mộ chỉ dấu vết hố mộ trên mặt đất nói, hố mộ này sau khi quan tài đặt xuống, hướng đầu đuôi vừa lúc chính là Bắc cùng chính Nam. Cái dãy núi phía Tây mộ huyệt xuyên qua mộ huyệt, hướng Đông Nam kéo dài, đây chính là bạch hổ quá đường. Giới phong thủy có câu nói gọi là bạch hổ quá đường, cửa nát nhà tan. Lý Mộ tiếp tục giải thích, xây dựng phòng ốc cần tránh có loại bố cục phong thủy này, mộ huyệt cũng tương tự. Lựa chọn mộ huyệt có thập bất hướng, nhất bất hướng dòng nước đi thẳng, nhị bất hướng núi cao vạn trượng, tam bất hướng quan đảo quái thạch, tứ bất hướng bạch hổ quá đường. quan tài của Trương Lão Viên Ngoại vừa lúc phương hướng chính nam, hình thành thế bạch hổ quá đường, đây là mộ đại hung đó. Mặc dù là người tu hành, cũng không có khả năng tinh thông toàn bộ lĩnh vực, Lý Thành đối với mộ huyệt phong thủy chỉ có một chút hiểu biết cơ sở. Nàng kinh ngạc nhìn Lý Mộ một cái hỏi, người học những cái thứ này từ bao giờ vậy? Lý Mộ nói, mấy ngày hôm trước đã nhàm chán xem mấy quyển sách phong thủy học. Hắn chỉ vào cái mặt đất trụi lũ dưới chân, lắc đầu nói, Trương Duyên Ngoại 2 năm đó rốt cuộc đã học những cái gì? Nơi đây không có một ngọn cỏ, là đất âm sát quá rõ ràng, lại cố ý để quan tài đặt hướng Nam Bắc, hình thành cái bạch hổ quá đường, thi thể Trương Lão Duyên Ngoại không biến thành cương thi mới kỳ quái. Lý Thành nói, cho nên thầy địa lý kia chính là người phía sau màn. Lý Mộ gật đầu nói, chỉ sợ thầy địa lý này, người tính mệnh của bé gái cùng sư phụ của Nhâm Diễn là cùng một người. Người là nói người áo bào đen sao? Lý Thành nhớ lại chuyện đó nói, nhưng mà nó không phải đã bị chém giết rồi sao? Lý Mộ nhẹ nhàng thở ra nói, chỉ sợ là chưa chắc. Lần trước ở Nhâm Phủ, Lý Mộ đã hỏi Nhâm Chưởng Quầy chuyện về người áo bào đen kia xuất phát từ bảo hiểm. Lý Mộ dẫn đi một lần, đạt được manh mối giống hệt lần trước. Nhâm Diễn ở trong một lần ra ngoài du ngoạn, quen biết người áo bào đen kia. Người áo bào đen liếc một cái liền nhìn ra hắn là Mộc Hành chi thể, cũng thu Nhâm Diễn làm đệ tử, chỉ đạo hắn tu hành. Lý Mộ lúc trước đoán người áo bào đen kia hẳn là nhìn trúng hồn phách của Nhâm Diễn, muốn chờ sau khi mà hắn tu vi có thành tựu lại giết Nhâm Diễn, rút hồn lấy phách. Bây giờ xem ra người áo bào đen kia muốn hồn phách của Nhâm Diễn không giả, nhưng quá trình không có giống với Lý Mộ nghĩ. Hắn căn bản chưa từng nghĩ tự mình đồng thủ, mà bồi dưỡng Nhâm Diễn thành tà tu, mượn lực lượng quan phủ đạt được hồn phách của Nhâm Diễn. Như vậy, cái chết của Nhâm Diễn liền là một sự kiện bình thường, không có ai sơ hoài nghi. Sau lưng cái này còn có người đang khống chế. Duy nhất khiến Lý Mộ không hiểu chính là vụ án của Nhâm Diễn. Người áo bào đen hoàn toàn có thể không hiện ra hắn đã đạt tới mục đích của hắn, vì sao còn phải lộ diện, mạo hiểm thân phận bại lộ đủ giết Lý Mộ. Cái này không hợp với sự cẩn thận trước nay của hắn, nhất định có nguyên nhân nào đó ở một tầng sâu hơn. Nhảy mắt, suy nghĩ này xẹt qua trong đầu của Lý Mộ, thân thể của hắn khẽ rung lên, cái trán có mồ hôi lạnh nháy mắt toát ra. Trên người của Lý Mộ có rất nhiều bí mật, nhưng bí mật lớn nhất của hắn chính là đến từ một thế giới khác. Chương 159 Ngọn Nguồn. Bí mật này cho tới nay đều đã bị Lý Mộ chôn thật sâu trong lòng, ngay cả Lý Thành cũng không biết. Lý Mộ thế giới này đã chết, bây giờ trong thân thể của hắn là một linh hồn hoàn toàn mới. Trừ bản thân của Lý Mộ, trên thế giới này chỉ có một người biết bí mật này thôi, đó là hung thủ đã giết chết Lý Mộ. Lý Mộ rốt cuộc biết được người áo bào đen kia đối với hắn vì sao mà trước sau không có sát ý. Gã đang thử, lấy tính tình cẩn thận của gã, nhìn thấy thuần dương chi thể đã bị gã trút hồn đoạt phách, chết mà sống lại, nhất định sẽ muốn làm rõ trong đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đổi làm Lý Mộ là người ở phía sau màn, chỉ sợ cũng sẽ không yên lòng. Và nghĩ đến sau lưng có một đôi mắt không có lúc nào mà không nhìn chăm chú vào mình, Lý Mộ cảm thấy không rét mà run. Một tà tu động quyền cảnh tồn tại đứng đầu thế gian này, là cẩn thận, có kiên nhẫn như thế, tốn gần nửa năm thời gian, bày ra một bố cục như vậy, đây chính là khủng bố cỡ nào. Hắn thật sự không có nghĩ ra, nhìn không được nói. Đầu Nhi, ngươi nói hắn là làm cái gì? Một cường giả động quyền cần để ý như vậy sao? Lý Thành nhìn phương xa nói, đối với chúng ta mà nói, cảnh giới động quyền phi thường cường đại, nhưng mà trong mắt cường giả thượng tam cảnh, bọn họ cùng chúng ta nhỏ yếu giống nhau thôi. Vô luận là triều đình hay là Phật môn, đạo môn đều có tồn tại thượng tam cảnh. Gặp bọn họ, cho dù là tà tu động quyền cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Nàng nhìn Lý Mộ tiếp tục nói, ta từng nói cho ngươi biết, nửa năm trước đã có một tà tu động quyền dưới Phật đạo hai tông liên thủ đã hồn phi phách tán rồi. Lý Mộ nhớ tới lão phương trượng chùa Kim Sơn, chẳng lẽ ông chính là bị tà tu kia đã thương hả? Hắn thở sâu, bây giờ không phải là lúc nghĩ những cái thứ này. Theo lý mà nói, Lý Mộ phát hiện quá muộn, mặc kệ là hồn phách âm dương ngũ hành hay là hồn lực, phách lực của lượng lớn người thường, tà tu kia đều đã chiếm được. Lấy tính cách cẩn thận chặt chẽ đó của gã, hẳn là sẽ chạy đến một chỗ, dũng trộm, luyện hóa thăng cấp, tuyệt đối sẽ không có trở về. Cũng chính là nói, cái thứ nên xảy ra đã xảy ra, huyện Dương Khâu không có nguy hiểm nữa. Nhưng mà chuyện Lý Mộ chết mà sống lại, người kia phía sau màn so với Lý Mộ còn rõ ràng hơn. Nếu gã thật sự thăng cấp thành công, trở thành cao thủ thượng tam cảnh, chỉ sợ vẫn sẽ trở về tìm hắn. Một tên động quyền tồn tại đã là Lý Mộ nhìn lên cũng không nhìn thấy, cảnh giới thứ 7 siêu thoát, đây là một chuyện nghĩ một chút thôi cũng làm choáng tuyệt vọng rồi. Trương Quyền lệnh cho Lý Mộ cùng với Lý Thành thời gian 3 ngày điều tra, hai người chỉ dùng 3 canh giờ. Điều tra, giải quyết mấy cái vụ án này, Lý Mộ cùng Lý Thành đều có tham dự trong đó. Lần điều tra lại này chỉ là xác nhận một ít chi tiết bọn họ trước kia chưa từng để ý. 7 vụ án, 7 người chết. Nhìn từ mặt ngoài, 7 cái vụ án này không có bất cứ liên hệ nào cũng đều đã kết án. Trừ Lý Mộ, 6 người còn lại hoặc chết bệnh, chết non, hoặc là bởi liên lụy đến mạng người bị xử trảm theo luật, hoặc là chết bởi việc ngoài ý muốn tìm không thấy điểm đáng ngờ. Nếu không phải là thần dị lục, nếu không phải là Lý Mộ trùng hợp phát hiện bọn họ đều có thể chất đặc thù, mấy cái vụ án đã chấm dứt này sẽ mãi mãi phong tồn ở nhà môn. Không có ai biết cái chết của bọn họ có liên hệ lẫn nhau, cũng không có ai biết. Loạn cương thi Chu Huyện chấn động toàn bộ Bắc Quận cũng không phải là thiên tai mà là nhân quả. Độc thủ phía sau màn có thể trong yên lặng không một tiếng động hoàn thành tất cả cái này. Sự liễu phất y khứ, thâm tàn thân du danh. Diệt xong rủ áo ra đi, xóa nhòa thân thể kể gì tiếng tâm. Trong huyện nhà, Trương Huyện lệnh ngồi trên sảnh nhịn không được đập bàn cả giận nói: rốt cuộc là kẻ nào chứ mới có thể làm ra một loại chuyện phát rồ này? Hắn nghĩ nói, cái vụ án này liên quan trọng đại, bản quan cần phải lập tức viết một phong thư mật bẩm báo quận thủ đại nhân. Trương Huyện lệnh đứng lên nhìn về phía Lý Thành nói: Thành cô nương cũng cần phải báo lại cho Phù Lục Phái, mời bọn họ phái cao thủ xuống tiếp diện. Nếu mà sau lưng cái việc này thật sự là tà tu động quyền đang khống chế, chỉ sợ dựa vào lực lượng quan phủ của Bắc Quận không thể bình ổn rồi. Lý Thành gật đầu nói: được, ta bây giờ đi nói cho Mã Sư Thúc. Trương Huyện lệnh đi ra ngoài cửa, lại đi vào, nổi giận đùng đùng nói: đừng quên, sáng mai bảo người ta mang lão bất tử Trần Gia Thôn kia bắt đến nhà môn, phu phụ chết tiệt đó, tức chết bản quan rồi. Mặt khác, bảo thầy bói, thầy địa lý phụ cận trong vòng 3 ngày đều phải đến huyện nhà đưa tin, về sau bọn họ ai còn dám nói bậy tính bừa, bản quan cắt lưỡi bọn họ. Sắc trời đã muộn, Mã Sư Thúc còn đứng trong sân của nhà môn chờ kết quả của vòng hộ tịch. Hắn lần này xuống núi mang theo cái nhiệm vụ tuyển nhận đệ tử mà đến. Tổ đình Phù Lục Phái tuy cũng không phải là tông môn tiếng tăm lừng lẫy Tô Châu, nhưng mà bồi dưỡng một đệ tử tụ thần không có dễ dàng gì. Lần này ở Chu Huyện trực tiếp tổn hại 2 vị, nhất là cháu của Ngô trưởng lão, khiến cho bọn họ một nhánh này tổn thất thê thảm nặng nề. Vì thế bọn họ đành phải xuống núi, từ cái chỗ quận thủ Bắc Quận đòi một đạo mệnh lệnh, ở Bắc Quận tuyển nhận một ít đệ tử thiên phú cao bù lại tổn thất. Chỉ tiếc thật là không có dễ gì phát hiện một vị thuần âm chi thể còn bị chết non. Nếu mà hắn đến số mấy tháng cũng không có đến mức lãng phí một hạt giống tốt như vậy rồi. Vừa nghĩ đến bé gái thuần âm chết non kia, trái tim của hắn bắt đầu mơ hồ đau. Lý Thành đi đến trong sân nói: Mã Sư Thúc có một việc phi thường quan trọng. Chuyện gì? Mã Sư Thúc sờ sờ cái đầu trọc của mình, tinh thần rung lên hỏi: có phải lại phát hiện hạt giống tốt hay không? Lý Thành lắc đầu nói: chuyện này liên lụy trọng đại, chỉ sợ cần phiền toái Sư Thúc về tổ đình một chuyến rồi. Một lát sau, thân thể của Mã Sư Thúc rung lên một cái, rung giọng nói: động quyền đỉnh phong, ngươi đừng có nói giỡn nha. Lý Thành nói: chúng ta đã điều tra rồi, mấy tháng nay huyện Dương Khâu quả thực âm dương ngũ hành chi thể tử vong, mà sau lưng của những vụ án này cũng có kỳ quái, bao gồm Hỏa Cương Thi Chu Huyện. Hẳn cũng là tà tu kia thu hồn đoạt phách của dân chúng bình thường, cố ý chế tạo ra. Thôi xong rồi. Sắc mặt của Mã Sư Thúc biến đổi hẳn, tựa vào cột hành lang nói, phi cường đó quả nhiên có vấn đề. Ngô trưởng lão vừa mới trở về tổ đình một chuyến, mời thủ tọa ra tay diệt trừ phi cương kia. Nếu tà tu đó là động quyền đỉnh phong, bọn họ chẳng phải là có nguy hiểm sao? Không được rồi. Hắn tạm thời không có rảnh để ý chuyện tuyển đệ tử nữa. Ngươi ở chỗ này, ta phải lập tức về núi. Có việc lớn rồi, là có việc lớn rồi. Chương 160 Ngọn nguồn. Vừa dứt lời, hắn sờ trong lòng lấy ra một cái pháp khí to bằng bàn tay. Mã Sư Thúc ném pháp khí đó lên không trung, đánh ra một đạo pháp quyết. Pháp khí kia lập tức bành trướng phóng to, biến thành bộ dáng một con thuyền nhỏ. Hắn tung người nhảy lên, liền nhảy đến trên chiếc thuyền bay đó. Dưới bóng đêm, thuyền bay quá thành một luồng hào quang, đạo mắt biến mất phía chân trời. Lý Mộ đứng ở trong sân, nhìn Mã Sư Thúc ngồi thuyền bay đã biến mất trong trời đêm, trong lòng an tâm một chút. Tổ đình Phù Lục Phái là một trong mấy tông môn lớn nhất của Tổ Châu. Tu là pháp môn chính đạo, không có dễ dàng cho phép tà tu như vậy làm loạn ở dưới mí mắt của bọn họ. Tốt nhất là Phù Lục Phái có thể xúc động cao thủ thượng tam cảnh, lấy thủ đoạn sấm sét mang tà tu kia mà trực tiếp trấn sát, để cho gã mang theo bí mật của Lý Mộ cùng nhau xuống suối vàng. Mã Sư Thúc đi rồi, Trương Quyền Lệnh ở ngay sau đó phát ra thư mật cầu diện. Lý Mộ rời khỏi nhà môn, một mình đi trở về nhà. Mấy tháng qua, sau lưng quán vẫn luôn có một đôi mắt đang nhìn trộm. Đi trong đêm tối, Lý Mộ vốn nên sợ hãi, nhưng mà tâm tình chân thật lại vô cùng bình tĩnh. Không nói động quyền đỉnh phong, cho dù là động quyền bình thường hoặc là tạo hóa tu sĩ, với hắn mà nói không có gì khác nhau. Thật phải gặp, hắn căn bản chạy không có thoát. Nghĩ như vậy tựa như cũng không có gì phải sợ. Hắn thấy lòng người quá mức đáng sợ. Lý Mộ đã sống 2 đời, chưa từng gặp phải cái loại tồn tại này. Rõ ràng tu vi đứng ở đỉnh phong, lại vẫn cẩn thận quá phận, nhọc lòng bày ra một bố cục như vậy, thiếu chút nữa giấu giếm được tất cả mọi người. Lý Mộ đi tới cửa phòng cách vách mở ra, Liễu Hàm Yên từ bên trong đi ra, lo lắng hỏi, người không sao chứ? Không sao. Lý Mộ nhìn nàng, người sao mà còn chưa ngủ? Liễu Hàm Yên liếc hắn nói, xảy ra cái chuyện lớn như vậy, ta có thể ngủ được sao? Giảng đã ngủ, Liễu Hàm Yên hiển nhiên chưa quan cái gì. Lý Mộ cả một ngày cũng chưa ăn, hẳn hoi. Đến phòng bếp, làm cho 2 người, mỗi người một bát mì. Liễu Hàm Yên cầm đũa hỏi, động quyền cảnh, bộ rất lợi hại sao? Nàng đã từng đọc không ít sách tu hành, biết cảnh giới động quyền rất là lợi hại, nhưng mà rốt cuộc lợi hại bao nhiêu? Không có khái niệm gì. Lý Mộ gật đầu nói, phi thường lợi hại. Đạo môn tu hành, luyện phách, ngưng hồn, tụ thần, thần thông, tạo hóa, động quyền. Động quyền là một cảnh giới cuối cùng của trung tam cảnh, gánh núi, ngăn nước, phân thân biến hóa, biết ngũ hành độn thuật, có thể khiến sông ngòi chặn dòng. Bọn họ biết được quy luật vận hành của thiên đạo, bấm ngón tay tính toán liền có thể thấy rõ thiên cơ, đã là hàng ngũ thần tiên ở trong mắt người đời đó. Chỉ dùng 2 chữ lợi hại, căn bản không đủ để mà hình dung bọn họ. Lý Mộ nhìn Liễu Hàm Yên nói, nhưng mà ngươi không cần phải lo lắng đâu, hắn đã chiếm được hồn phách thuần âm chi thể, không có tới tìm ngươi nữa. Liễu Hàm Yên trừng mắt nhìn hắn một cái nói, ta là lo cho ngươi đó, hồn của ngươi không phải còn chưa bị hắn câu đi thì sao? Lý Mộ cười nói, có lẽ hắn đã tìm được thuần dương chi thể khác thì sao? Liễu Hàm Yên và Lý Thành lo lắng giống nhau. Bọn họ đều cho rằng tà tu kia còn chưa có đạt được hồn phách thuần dương chi thể. Trái lại, hồn phách thuần dương là cái thứ đầu tiên gã đạt được. Đám người của Trương Duyên Ngoại, Nhâm Diễn đều có các kiểu chết. Người nọ là mất một phen tâm tư, chỉ đối với Lý Mộ đơn giản thô bạo. Nếu không phải linh hồn đến từ một thế giới khác chiếm cứ thân thể của Lý Mộ sống lại, chỉ sợ nguyên nhân cái chết của hắn sẽ là hy sinh vì nhiệm vụ. Nhà môn lúc mà tra xem ngày sinh tháng đẻ của hắn, có lẽ sẽ phát hiện hắn là thuần dương chi thể, tiến tới tăng thêm cường độ điều tra. Cuối cùng bắt được một yêu vật hoặc là quỷ vật bị đẩy ra làm che giấu, qua loa kết án. Căn cứ phong cách gây án của tà tu kia, Lý Mộ cảm thấy gã ngay từ đầu rất có khả năng chính là tính toán như vậy. Người vốn nên chết đi sống lại, chỉ sợ gã cũng bị dọa không nhẹ rồi. Hù chết cái thằng cháu người luôn. Lý Mộ trong lòng ác ý nghĩ, tà tu động quyền đỉnh phong, thổi một hơi cũng có thể thổi chết Lý Mộ. Tập hợp lực lượng toàn bộ Bắc Quận, chỉ sợ cũng khó có thể diệt trừ. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào diện binh của Phù Lục Phái, có thể tích cực một chút, tuyệt đối đừng để người nọ trở về tìm hắn chứ. Liễu Hàm Yên nghĩ, nếu không, nè, ngươi chạy đi, rời khỏi cái huyện Dương Khâu, rời khỏi Bắc Quận, như vậy tà tu kia tìm không có thấy ngươi. Lý Mộ lắc đầu, nếu mà tà tu đó thật sự đã theo dõi hắn, trừ phi hắn chạy đến tổ đình của Phù Lục Phái, hoặc là tổ đình của Tâm Tông, nơi như vậy, nếu không, không có tránh khỏi đâu. Tu sĩ động quyền cảnh, có một chiêu thần thông, tên là Thủ Nguyệt, lại gọi là Quyền Quang Thuật. Khi mà thi triển thuật này, sẽ ở vách tường, hoặc trên không, xuất hiện một cái hình ảnh dạng dần trăng. Thông qua hình ảnh này, có thể nhìn thấy người, hoặc vật bản thân người thi thuật, muốn tìm thấy. Giống như một cái máy quay, mọi phương vị không có góc chết, vô luận Lý Mộ chạy đến đâu cũng không thể tránh né. Sẽ có biện pháp thôi. Nghĩ nhiều vô ích, Lý Mộ thở ra một hơi nói, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, có lẽ hắn sẽ không có trở về đâu. Lý Mộ không có quá tin tưởng là tà tu kia không trở về, chỉ là an ủi Liễu Hàm Yên thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Mộ theo lệ thường tới nhà môn. Vì tránh cho dẫn tới khủng hoảng, Trương huyện lệnh không có công khai chuyện đó, trong nhà môn vẫn như bình thường. Hàn Triết hôm nay đã đổi một bộ quần áo, chải mái tóc rất là chỉnh tề, còn cắt sữa tóc mai, nhìn qua khá giống người. Lý Thành đang đọc sách, Trương Sơn ở phòng trực, lắc xúc sắc tự tiêu khiển. Lý Tứ buổi tối đã quá mức vất vả rồi, ghé vào trên bàn ngủ bù. Thời điểm mà Lý Mộ chào hỏi Lý Thành tới một phòng trực khác, bất ngờ phát hiện Lão Dương đã trở lại, đang tựa vào ghế phòng trực để mà ngủ gật. Một khắc nào đó, cái ghế dựa kia mất đi thăng bằng, Lão Dương cả người lẫn ghế ngã ngửa về phía sau. Lý Mộ kịp thời đỡ ghế dựa lưng, cái bộ xương già này của lão mới chưa có tan vỡ. Lão Dương bừng tỉnh, nhìn thấy Lý Mộ lau nước miếng ở khóe miệng nói, ồ, Lý Mộ, đã lâu không gặp rồi. Lý Mộ kê cái ghế dựa hỏi, hơn nửa tháng qua, ngươi đi nơi nào để mà thăm người thân vậy? Ngay huyện bên cạnh thôi. Lão Dương đi đến cạnh giá góc tường, dốc một dốc nước rửa mặt nói, một cái ông bạn già lúc mà trẻ tuổi quen biết nhau đi rồi, ta đi phúng viếng một chút mà. Lý Mộ ngồi trên ghế nói, nén bi thương. Cái gì mà bi chứ? Lão Dương nhếch miệng cười cười nói, hắn cũng sống đến 60 rồi, tội nên chịu cũng đã chịu rồi, phúc nên hưởng cũng đã hưởng rồi, có cái gì mà bi thương đâu. Chương 161 Ngọn nguồn. Lão ngồi trở lại vị trí, tiếp tục nói, sớm muộn gì ta cũng phải có một ngày như vậy thôi, còn cần các ngươi giúp ta xử lý hậu sự mà. Đến lúc đó, ngươi nên giúp ta để ý Trương Sơn một chút, đừng có để hắn ở trên quan tài mà ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu của ta. Các ngươi nếu dám cuốn một cái chiếu ta mang đi chôn, ta thành quỷ cũng quấn lấy các ngươi luôn. Lý Mộ xua tay nói, thân thể của ngươi muốn chết còn phải 2 năm nữa, đến lúc đó mà đợi kiếm được tiền á, mua cho ngươi một quan tài gỗ liêm tơ vàng luôn. Lão Dương vội vàng nói rồi nha, không có được đổi ý đâu. Yên tâm, chúng ta quan hệ thế nào? Không phải là một cái quan tài gỗ liêm tơ vàng sao? Lý Mộ nếu mang tâm tư đặt ở trên kiếm tiền, không có tới 2 năm, hắn có thể biến thành lắm tiền như là Liễu Hàm Yên vậy. Một cái quan tài gỗ liêm đáng giá bao nhiêu? Sau khi mà hứa với lão quan tài gỗ liêm tơ vàng, hỏi lão vấn đề cũng yên tâm thoải mái hơn. Lý Mộ chuyển ghế dựa đến đối diện nói, nè, ngươi hiểu biết động quyền cảnh không? Ngay cả đi cũng chưa có học, đã muốn bay rồi. Lão Dương liếc hắn nói, ngươi vẫn là thành thật, làm đến nơi đến chốn, trước luyện phách lại ngưng hồn, bớt có thăm dò cái thứ không nên thăm dò đi. một khi mà hỏng tâm cảnh rồi, đường tu hành của ngươi cũng sao hỏng luôn. Lý Mộ nói, ta chỉ tò mò hỏi một chút, nói đi, quyền quan thuộc của người tu hành động quyền có phải muốn cái gì thấy cái đó đúng hay không? Lão Dương nhìn hắn hỏi, tiểu tử ngươi nghĩ cái gì vậy? Có phải là muốn nhìn lén cô nương trẻ tuổi tắm rửa hay không vậy? Lý Mộ lắc đầu nói, ta không có, chỉ hỏi một chút thôi, ngươi rốt cuộc có biết hay không? Quyền quan thuộc đương nhiên không phải là muốn thấy cái gì thì có thể thấy cái đó. Lão Dương nhếch miệng nói, cái gọi là quyền quan thuộc thật ra chính là mang bộ dáng một chỗ chiếu đến một chỗ khác. Đầu tiên cần khoảng cách đủ gần, quyền quan thuật mới có tác dụng. Tiếp theo còn phải tính, tính không được vị trí người khác cũng quyền không ra cái gì. Cuối cùng quyền quan thuật vô dụng đối với người tu hành tạo quá cảnh trở lên, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được có ai nhìn trộm bọn họ hay không, rất là nhẹ nhàng có thể phá quyền quan thuật của bọn họ. Cho nên đây là một thần thông cân gà, trừ phi ngươi dùng nó để mà nhìn lén cô nương cách vách tắm rửa thôi. Lý Mộ chưa có từng nghĩ nhìn lén Liễu Hàm Yên tắm rửa, hắn muốn tìm hiểu thêm một chút về chuyện động quyền thôi. Hắn nghĩ hỏi lại, nghe nói động quyền bấm ngón tay tính toán có thể tính hết thiên cơ, đúng là như vậy không? Cái này trái lại không giả, nhưng mà cũng không mơ hồ như vậy. Lão Dương chép miệng nói, thiên cơ thứ này hư vô mờ mịt, ai dám nói mình có thể tính hết thiên cơ. Cái mồm này của Lão Dương bản lãnh khác không có, giải nén trái lại là có thủ đoạn. Nghe lão nói như vậy, Lý Mộ nhất thời cảm thấy động quyền hình như không có đáng sợ như vậy. Hắn còn muốn tìm hiểu nhiều thêm. Trương Sơn từ bên ngoài đi vào nói, Lý Mộ, bên ngoài có hòa thượng tìm ngươi đó. Lý Mộ nhớ ra hắn còn hẹn Quyền Độ chữa thương cho lão phương trượng, đành phải mang một chút nghi hoặc khác trong lòng ép xuống, đi ra khỏi phòng của Lão Dương. Quyền Độ đứng trong sân hướng Lý Mộ thi lễ nói, Lý thí chủ lại làm phiền ngươi rồi. Lý Mộ mỉm cười nói, không phiền, chúng ta đi thôi. Hai người vừa mới đến ngoài nha môn, bầu trời nơi xa bỗng nhiên xuất hiện mấy cái luồng hào quang. Hào quang đó nháy mắt đã tới, đáp xuống cửa huyện nhà, hiện ra mấy cái bóng người trong đó. Trong ánh sáng có ba người, một người trong đó chính là Mã Sư Thúc Lý Mộ đã từng gặp. Lúc này hắn đang cung kính đứng ở phía sau hai người khác. Trong hai người còn lại, một người là nam tử trung niên mặc đạo bào, đeo một cây kiếm lớn, khỏe mắt có vài nếp nhăn. Nói lên tuổi của hắn, hắn là so thoạt nhìn còn lớn hơn một chút. Một người khác là một mỹ phụ, nhìn qua chỉ hơn 30 tuổi, cầm trong tay một cây phất trần. Hai người này đứng ở đó, trên người không có bất cứ pháp lực dao động gì, trong mắt của Lý Mộ không khác gì người thường. Quyền Độ chắp hai tay hành lễ đối với nam tử trung niên kia nói, tiểu tăng Quyền Độ ra mắt Huyền Chân Tử đạo trưởng. Nam tử trung niên hỏi, Quyền Độ chùa Kim Sơn sao? Quyền Độ gật đầu nói, đúng là tiểu tăng. Nam tử trung niên nhìn hắn hỏi, Phổ Tế đại sư có khỏe không vậy? Quyền Độ nói, nhọc lòng đạo trưởng quan tâm, phương trượng thân thể rất khỏe. Trên mặt của nam tử trung niên hiện ra một tia tiếc nuối nói, lần trước từ biệt chưa có từng gặp lại, Phổ Tế đại sư đã bị Thiên Quyển thượng nhân kia tổn thương căn cơ, một thân đạo hạnh quỷ hết, vốn tưởng tà tu kia đã hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu, lại không ngờ vẫn bị phân hồn khoáng chạy thoát. Cái gì? Quyền Độ biến sắc hỏi, Thiên Quyển thượng nhân còn chưa chết sao? Nam tử trung niên thở dài nói, không chỉ là chưa chết, còn bị hắn tập hợp đủ hồn phách âm dương ngũ hành, cùng với lực lượng lớn hồn lực người sống. Chỉ sợ hắn bây giờ đã khôi phục đạo hạnh rồi, so với một lần trước càng thêm khó chơi. Hả? Tin tức có thật không vậy? Quyền Độ mặt như cũ. Quyền Độ vẫn như cũ, vẻ mặt không tin nói, lần đó cao thủ bao vây tiểu trừ hắn nhiều như vậy, Phật môn, đạo môn đều có một vị cao nhân cảnh giới thứ 6, lại có mười mấy người tu hành cảnh giới thứ 5, hắn sao có khả năng chạy thoát chứ? Thiên Quyển thượng nhân kia là một trong 10 đại trưởng lão của Ma Tông, đạo pháp thông quyền, sở trường nhất chính là phân hồn thuật. Lần trước đã bị hắn trốn ra một luồng phân hồn, ẩn nhẫn ở đây, một tay mưu tính nạn cương thi Chu Huyện, chiếm được cái lượng lớn hồn phách người sống, mà hắn đã tập hợp đủ hồn phách âm dương ngũ hành, chỉ cần lợi dụng trận pháp luyện hóa có thể khôi phục đến đỉnh phong ngày xưa rồi. Nam tử trung niên nhìn Quyền Độ nói, lần này có một đệ tử Phù Lục Phái bỏ mình, trưởng giáo chân nhân tự mình bói một quẻ, xác định hắn là chết bởi tay của Thiên Quyển Thượng Nhân. Trưởng giáo tổ đình Phù Lục Phái là đại năng thượng tam cảnh, hắn bói toán không có khả năng mắc lỗi. A-di-đà Phật. Quyền Độ niệm một tiếng Phật hiệu, mặt lộ vẻ thương xót nói, phạm tội nghiệt như thế, kẻ này không trừ, thiên lý khó dùng. Lý Thanh Vàng Triết từ trong nha môn đi ra, khi mà nhìn thấy nam tử trung niên lập tức khom mình hành lễ, ra mắt Huyền Chân Tử thủ tọa. Ra mắt thủ tọa. Lý Mộ không ngờ nam tử trung niên thoạt nhìn thường thường, không có gì lạ này, lại là một trong các thủ tọa Phù Lục Phái. Tổ đình Phù Lục Phái có 7 nhánh, tổng cộng có 7 thủ tọa, mỗi một vị đều là cường giả động quyền. Huyền Chân Tử khẽ gật đầu ra hiệu đối với bọn họ, nhìn mỹ phụ trung niên kia nói, cái vị này là Huyền Tông Diệu Trần Đạo Trưởng. Hai người hành lễ nói, ra mắt Diệu Trần Đạo Trưởng. Chương 162, diệt sát. Lý Mộ đánh giá thêm mỹ phụ một lần. Huyền Tông của Phù Lục Phái giống nhau, đều là một trong đạo môn lục tông, tuy là không có tinh thông phù lục, nhưng mà đạo pháp thần thông quyền diệu là 5 tông còn lại cộng lại đều không có so sánh được rồi. Huyền Chân Tử nhìn Hàn Triết nói, mau đưa chúng ta đi gặp huyện lệnh Dương Khâu. Hàn Triết tuy là không có rõ nguyên nhân, vẫn ngay lập tức nghe lời đi đến cửa nói, mời thủ tọa, mời Diệu Trần Đạo Trưởng. Quyền Độ cũng theo hai người vào trong huyện nhà. Lý Mộ tạm thời không cần phải đi chùa Kim Sơn. Nhìn Lý Thanh bên cạnh hỏi, đầu nhi, ngươi từng nghe Thiên Quyển Thượng Nhân không? Lý Thanh gật đầu nói, ngươi có còn nhớ hay không? Ta từng nói với ngươi rồi, mấy tháng trước, một tà tu động quyền cảnh đã bị cao thủ hai phái Phật đạo liên thủ chém giết. Thiên Quyển Thượng Nhân chính là cái tên tà tu động quyền kia. Lý Mộ mặt lộ vẻ giật mình lẩm bẩm, thì ra là hắn. Ở lúc hắn lần đầu tiên hỏi Lý Thanh tu hành có đường tắt hay không, nàng là dùng tà tu động quyền kia đưa ví dụ cho Lý Mộ, suýt nữa khiến cho Lý Mộ đoạn tuyệt ý niệm đi đường tắt. Đã thương phương trượng chùa Kim Sơn là hắn, giết chết Lý Mộ là hắn, tính số mệnh cho bé gái thuần âm là hắn. Sau lưng vụ án sự kiện Trương Dương Thị, Triệu Dĩnh, Nhâm Diễn, Trương Duyên Ngoại, Ngô Ba, không một cái nào không có bóng dáng của hắn. Cương Thi Chu Huyện cũng là hắn đang khống chế. Hắn là phong thủy sư Trương Gia Thôn, là thầy bói Trần Gia Thôn, cũng là người áo bào đen đã dạy cho Nhâm Diễn tu hành. Mục đích của hắn làm những cái việc này là vì chữa thương. Nửa năm trước, một hồi bao dây tiểu trừ kia nhằm vào Thiên Quyển Thượng Nhân mới là ngọn nguồn của tất cả cái này. Vì triệt để tiêu diệt Thiên Quyển Thượng Nhân, Phù Lục Phái lần này đã phái ra thủ tọa mạch thứ 5 cùng mạch thứ 7, hai vị cường giả động quyền. Huyền Chân Tử thủ tọa mạch thứ 5, thủ tọa mạch thứ 7 là Ngọc Tuyền Tử, mấy ngày trước đã theo đuổi phi cương kia. Mà bên cạnh thủ tọa thứ 5 mạch Huyền Chân Tử, mỹ phụ trung niên kia cũng có tu vi động quyền. Theo Mã Sư Thúc nói, nếu không phải là thủ tọa mấy mạch khác ra ngoài dân du, trong khoảng thời gian ngắn không có chạy về được, người lần này bao vây tiểu trừ tà tu kia sẽ càng nhiều rồi. Trong lòng của Lý Mộ thở phào, hắn không tin ba vị cao thủ động quyền còn không diệt được một tà tu động quyền cảnh giới tương đương. Dương Khâu huyện nhà, Huyền Chân Tử sau khi mà xem hồ sơ Lý Mộ và Lý Thanh đưa ra nói, xem ra phi cương kia mà Mã trưởng lão đuổi theo chính là Thiên Quyển Thượng Nhân rồi. Diệu Trần Đạo Trưởng mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn sớm đi hội họp với Ngọc Tuyền Tử đạo hữu đi. Một khi mà chờ Thiên Quyển Thượng Nhân hoàn toàn khôi phục đạo hạnh, chỉ sợ là một mình hắn không đối phó được. Huyền Chân Tử gật đầu nghĩ tới một chuyện, lại nhìn về phía Trương Quyền lệnh hỏi, trong cái vụ án này đề cập đến vị thuần dương chi thể kia là người phương nào? Trương Quyền lệnh nhìn về phía Lý Mộ. Lý Mộ đứng ra nói, là ta. Ánh mắt của Huyền Chân Tử nhìn về phía Lý Mộ, con người bỗng nhiên biến thành màu vàng. Lý Mộ đã bị dọa cho giật mình, nhưng mà rất nhanh, ánh mắt của đối phương liền khôi phục bình thường. Huyền Chân Tử mặt lộ vẻ kinh dị nói, có thể từ trong tay của Thiên Quyển Thượng Nhân mà chạy thoát, tiểu hữu phúc duyên thâm hậu, không biết có hứng thú vào phù lục phái của ta hay không vậy? Lý Thành nghe vậy, trong mắt hiện lên một ánh sáng lạ, trên mặt của Hàn Triết hiện lên một tia khẩn trương. Lúc này, Diệu Trần đạo trưởng cười cười nói, nếu không thích phù lục phái, ngươi cũng có thể gia nhập Huyền Tông của ta. Huyền Tông có ngàn dạng đạo pháp, mặc cho ngươi lựa chọn. Huyền Chân Tử bất đắc dĩ nói, Diệu Trần đạo hữu, nào có cướp người như ngươi. Diệu Trần đạo trưởng nói, ta chỉ là nói thật, trong Huyền Tông của ta có rất nhiều đạo pháp, đều thích hợp thể chất của hắn, vốn thích hợp hơn so với phù lục phái ngươi. Huyền Chân Tử chỉ lắc đầu cười, không có nói gì nữa. Trong lòng của Lý Mộ yên tâm hẳn, vừa rồi Huyền Chân Tử hiển nhiên đang tra xét mình có bị đoạt xá hay không, khiến cho Lý Mộ lo lắng một cái chớp mắt. Bây giờ xem ra, cho dù là người tu hành động quyền cũng nhìn không có thấu linh hồn của hắn. Đối với lời mời của hai người, hắn cười cười nói, đa tạ ý tốt của hai vị đạo trưởng, ta tạm thời không có muốn gia nhập tông môn. Ở trên tu hành, Lý Mộ có đạo thư Tô Hòa tặng cho hắn, đủ để cho hắn tu hành đến thần thông cảnh, mà chính hắn cũng không có thiếu thần thông đạo pháp, chỉ là hắn trước mắt pháp lực thấp kém, không thể thi triển mà thôi. Phù lục phái và Huyền Tông tuy có thể cung cấp càng nhiều tài nguyên tu hành cho hắn, nhưng mà trong sơn môn của bọn họ cũng nhất định có cao thủ thượng tam cảnh. Lỡ đâu có người có thể nhìn thấu hồn phách của hắn, đến lúc đó hối hận không có kịp. Đối với Lý Mộ từ chối, hai người không có nói gì thêm. Thuần dương chi thể tuy là hiếm lạ, nhưng mà hắn bỏ lỡ tuổi tốt nhất bắt đầu tu hành rồi, giá trị bồi dưỡng không có lớn. Làm cường giả động quyền, một thuần dương chi thể cũng sẽ không có dẫn tới bọn họ chú ý lớn bao nhiêu. Hàn Triết thở vào một hơi, trong mắt của Lý Thành thì có cái gì sáng ngời lại ảm đạm đi. Hai vị cao nhân động quyền quá thành một luồng hào quang, biến mất ở chân trời. Quyền Độ nhìn Lý Mộ mỉm cười nói, Lý thí chủ, chúng ta đi thôi. Phương trượng chùa Kim Sơn bị Thiên Quyển Thượng Nhân đã thương căn cơ, mặc dù là tâm kinh đối với chữa thương có hiệu quả kỳ lạ, cũng không phải là một ngày, hai ngày có thể khỏi hẳn. Lý Mộ ít nhất cần phải đến 5 lần nữa. Đến chùa Kim Sơn, Lý Mộ theo lệ thường vào Phật điện bái một chút. Không biết thế giới này có thành Phật thật sự hay không, nếu có, phù hộ cao thủ phù lục phái có thể hoàn toàn tiêu diệt tà tu động quyền kia, tiêu trừ cái nỗi lo về sau của Lý Mộ, để cho hắn có thể an tâm làm bộ khoái nho nhỏ của hắn. Quyền Độ đưa Lý Mộ về nhà môn, bỗng nhiên nói, tiểu Lý thí chủ có thể cân nhắc gia nhập Tâm Tông, đến lúc đó bần tăng có thể tiến dẫn người vào tổ đình của Tâm Tông, cho dù là Thiên Quyển Thượng Nhân mơ hồ hồn phách của người cũng không có dám đi tìm người nữa. Trong lòng của Lý Mộ bất đắc dĩ, hòa thượng này ý định khuyên hắn xuất gia quả nhiên còn chưa có chết. Nhưng mà trên mặt hắn vẫn lộ ra nụ cười uyển chuyển từ chối. Có ba vị cường giả đồng quyền, tà tu kia khó thoát chết, Quyền Độ đại sư lo lắng là dư thừa rồi. Sau khi mà cáo biệt Quyền Độ, Lý Mộ một lần nữa trở về phòng trực. Trương Sơn, Lý Tứ cũng không biết đã xảy ra cái chuyện gì, ở trong một góc cùng Lão Dương chơi xúc sắc, đoán giấy dán lớn nhỏ. Chương 163, diệt sát. Nhìn bọn họ vui vẻ mà chơi, Lý Mộ thở phào. Có đôi khi vô tri cũng là một loại hạnh phúc, bởi vì bọn họ cái gì cũng không biết, cũng căn bản không cần phải đối mặt với sự sợ hãi. Lý Thành ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn hắn, thuận miệng hỏi, ngươi vì sao mà không muốn gia nhập tông môn? Cái này đối với ngươi về sau tu hành có chỗ tốt rất lớn đó. Lý Mộ cười cười nói, ta cảm thấy như bây giờ đã rất tốt rồi. Lý Mộ không phải là một người thích thay đổi, hắn vừa mới tiếp nhận thế giới này, thích ứng cuộc sống làm bộ khoái. Mỗi ngày đọc sách, tuần tra một chút, nhà môn thì có tạm hai đứa bạn, về nhà có nha đầu ngốc nghếch dễ thương, nếu không bị tà tu để ý, ngày tháng như vậy vô cùng thích ý rồi. Ngược lại, trong tông môn, vì tài nguyên, cái chuyện lục đục với nhau nhìn mãi quen mắt rồi, có một chút vô ý sẽ bị thiết kế ám toán. Mặc kệ là Tần sư huynh hay là tà tu động quyền kia, tạo thành cái bóng ma tâm lý cho Lý Mộ, đến nay chưa tán. Lão Dương nói không sai, thế giới của tu hành chính là cá lớn ăn cá nhỏ ăn tôm tép, quả mức tàn khốc. Lý Mộ càng nguyện ý ở lại cái thế tục hơn. Hắn ngẫu nhiên thuyết thư một chút, xem kịch một chút, về nhà nấu cơm. Sau khi mà ăn xong, giảng giảng giúp cho hắn đấm lưng, bóp vai, đồng thời nghe Liễu Hàm Yên đánh đàn hát khúc, thú vị hơn nhiều so giận nấp ở trong núi khổ tu. Lý Thành không có nói gì nữa, chỉ khi cúi đầu, trong mắt hiện ra một tia thất vọng, rất nhanh đã tiêu tán. Ba vị cường giả động quyền đủ giết tà tu kia, khiến cho Lý Mộ có thể tạm thời thở phào một hơi. Hắn rời khỏi phòng trực, tới chỗ của Lão Dương, tùy tiện tìm một quyển sách để xem. Một lát sau, Lão Dương từ bên ngoài đi vào hỏi, phách thứ tư luyện quá rồi sao? Lý Mộ gật đầu nói, luyện quá rồi. Lão Dương ngồi trên ghế nói, ba phách sao luyện quá không có dễ dàng, ta dạy cho ngươi biện pháp hay, có thể cho ngươi nhanh chóng luyện quá ra ba phách cuối cùng. Sao, có muốn học không? Lý Mộ vội vàng hỏi, chủ ý hay là gì? Lão Dương cười đáng khinh nói, bảy phách sinh bởi bảy cái loại tình cảm, hỉ nộ ai cụ ái ác dục, ba phách cuối cùng từ trong ái tình, ác tình, dục tình sinh ra. Ngươi có thể đi ba phách cuối cùng, sau đó tìm một ít nữ tử, lừa gạt cảm tình và thân thể của bọn họ. Như vậy, các nàng đối với ngươi trước yêu sau hận, ở giữa là có dục. Cho ngươi trực tiếp ngưng tụ ba phách này, miễn cái bộ sậu luyện quá luôn. Lý Mộ còn tưởng lão có thể có ý kiến hay, lại lắc đầu nói, ngươi cho rằng ta là Lý Tứ sao? Lão Dương lắc đầu nói, chính vì ngươi không phải là Lý Tứ, cho nên mới có thể... Nữ nhân từng ngủ với Lý Tứ, cho tới bây giờ đều không có hận hắn, hắn không có hấp thu được ác tình đâu. Đối với đề nghị của Lão Dương, Lý Mộ quả quyết từ chối nói, cái loại chuyện tán tận lương tâm á, bị thiên lôi đánh này, ta không có làm, ta vẫn tự mình á, chậm rãi để mà luyện chứ. Muốn hắn lừa gạt tình cảm cùng thân thể của nhiều phụ nữ như vậy, Liễu Hàm Yên sẽ nhìn hắn thế nào? Giảng Giảng nhìn hắn thế nào? Còn Lý Thành cũng sẽ nhìn hắn thế nào đây? So với như thế, Lý Mộ tình nguyện kiếm tiền, cưới thêm mấy lão bà, dù sao cũng là hợp tình hợp pháp. Chuyện có thể động não, ngươi cứ đòi dùng mang lực. Lão Dương lắc đầu, nuối tiếc nói, cái này không có phạm pháp, phí cái khuôn mặt này của ngươi rồi. Lừa gạt tình cảm cùng thân thể của nữ hài tử tất nhiên không phạm pháp, nhưng ở cái tầng diện đạo đức lại là tầng dưới chót không thể nghi ngờ. Chỉ sợ ngay cả Lý Tứ cũng sẽ xem thường hắn. Lý Mộ vẫn không có tính đi đường tắt, thành thật kiếm tiền cưới vợ không tốt sao? Vận khí tốt, cưới được một người tu cao hơn hắn, ví dụ như Lý Thanh, một người là đủ rồi. So sánh với ngưng phách tu hành, giờ phút này Lý Mộ quan tâm nhất vẫn là tà tu kia. Không biết ba người tu hành động quyền liên thủ có thể mang gã hoàn toàn mà diệt sát hay không? Dân Đại Quận. Trên không, núi rừng rậm nơi nào đó, có một nam tử trung niên đang đạp không mà đi. Sau khi bước vào cái mảng núi rừng đó, bước chân của hắn nhảy mắt tạm dừng. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, thân thể hóa thành một luồng hào quang, nhanh chóng hướng nơi xa mà chạy đi. Ngay lúc này, từ trong rừng cây bên dưới, bỗng nhiên dâng lên mười mấy cột sáng tận trời. Mơ hồ có thể nhìn thấy, trong cột sáng đó có bóng dáng những lá bùa. Cột sáng này vô cùng thô to, trong nháy mắt liền liên kết với nhau, hình thành một màn hào quang thật lớn, màn hắn bao phủ trong đó. Cùng lúc này, ba khí tức cường đại cũng xuất hiện ở bên ngoài màn hào quang. Ba bóng người, hai nam một nữ lơ lửng trong không trung. Phụ nhân mỹ mạo kia tay cầm phất trần, một nam tử trung niên thân đeo kiếm lớn, một lão giả cuối cùng, trước người lơ lửng một tấm gương bá quái. Sau khi ba người hiện thân, liền mang pháp lực cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong cái màn hào quang, khiến cho ánh sáng của màn hào quang kia càng thêm chói mắt. Trong màn hào quang, nam tử trung niên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rống giận dữ, từ trong thân thể bộc phát ra thi khí nồng đậm, nhảy mắt liền tràn ngập cái màn hào quang, mơ hồ chống lại ánh sáng vàng kia. Mặt Huyền Chân Tử lộ ra một nụ cười, nhìn mỹ phụ đạo bào kia nói, thuật bói toán của Diệu Trần đạo hữu đã tới quá cảnh rồi, có thể tính ra đường hắn phải qua, đạo pháp Huyền Tông quả nhiên thần diệu. Mỹ phụ trung niên khẽ cười một tiếng nói, đạo bùa chú của Quý Tông mới làm cho ta mở rộng tầm mắt, có thể lấy phù làm trận, dây khốn thi này, nếu mà không, hắn một lòng mà chạy trốn, chúng ta chưa chắc có thể lưu lại hắn. Phù trận này đã không kém gì trận pháp đỉnh cấp của linh trận phái rồi. Một lão giả cuối cùng khống chế gương đồng trước mặt, mang pháp lực thông qua gương đồng, đưa vào một cột sáng, trầm giọng nói: Huyền Chân sư đệ, Diệu Trần đạo hữu khống chế tốt đại trận, thương thế khoáng còn chưa có hoàn toàn khôi phục. Nhân cơ hội này, mang hắn triệt để luyện hóa đi. Kẻ này, cho dù có một luồng phân hồn chạy ra, cũng sẽ gây thành một trận hạo kiếp đó. Trên đại trận, pháp lực dao động mãnh liệt, hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán ra. Phạm vi mấy chục dặm, vô luận là giả thú chưa khai hóa, hay là yêu vật khai thức tố thai, tất cả đều nằm úp sấp dưới đất, rung lên bần bật. Mặc dù là yêu vật quá hình, cũng khó bình ổn kinh sợ trong lòng. Yêu tu đã bước vào trung tâm cảnh, trong cơ thể kết thành yêu đan, đều đang ra sức rời ra một khu vực này. Bọn họ có thể cảm nhận được nơi này có khí tức bọn họ không thể trêu vào. Chương 164, Lão Dương. Dân đại quận, vô số người tu hành đã cảm ứng được cái luồng pháp lực dao động này. Chẳng qua dân đại quận thủ đã sớm báo cho bọn họ đừng có tới gần khu vực đó, mang phạm vi 50 dặm nơi đây cắt làm cấm khu của người tu hành. Pháp lực dao động trong cấm khu giằng co suốt 3 ngày. 3 ngày sau, ở trong nháy mắt nào đó, tất cả bỗng nhiên bình ổn. Qua mấy canh giờ mới có người tu hành to gan, cẩn thận phi hành hướng tới. Đến bên cạnh cấm khu, bọn họ chấn động phát hiện trung tâm cấm khu, phạm vi dài dặm, cây cối héo rũ, núi đá dở nát, không thấy bất cứ vật nào còn sống, cũng không có bất cứ thiên địa linh khí nào, tựa như là một vùng đất chết vậy. Huyện nhà Dương Khâu, Lý Mộ thấp thỏm 3 ngày mới rốt cuộc từ trong miệng của Trương Huyện lệnh biết được một tin tức khiến cho hắn mừng rỡ như điên. 3 ngày trước, 3 vị đại năng động quyền của Phù Lục Phái cùng Huyền Tông truy tung được Thiên Quyển Thượng Nhân, chạy trốn tới dân đại quận. Vì phòng ngừa hắn phân thần để mà chạy thoát, 3 người đã liên thủ, sau khi mà dùng trận pháp dây khốn, tốn 3 ngày thời gian mang Thiên Quyển Thượng Nhân luyện hóa sống. Một lần này, tà tu làm nhiều việc ác này, rốt cuộc thật sự đã hồn phi phát tán. Lý Mộ thở ra một hơi thật dài, tảng đá trong khoảng thời gian đè nặng trong lòng, rốt cuộc đã được buông xuống. Trong huyện nhà, Trương huyện lệnh mặt đầy hồng quang nhìn Lý Mộ nói: Lý Mộ, lần này ngươi lập công lớn, đợi quận thủ đại nhân xử lý xong cái chuyện Chu huyện, ngợi khen của ngươi hẳn là cũng liền ban xuống thôi. Một lần này, huyện Dương Khâu đã xảy ra một chuyện lớn như vậy, hắn vị huyện lệnh này khó thoát khỏi trách nhiệm. Cũng may Lý Mộ kịp thời để nhìn thấu âm mưu của Thiên Quyển Thượng Nhân, khiến cho đại năng Phù Lục Phái có thể truy tung được gã, hoàn toàn diệt sạch. Đây cũng là công lao của Dương Khâu huyện nhà, hắn làm huyện lệnh có thể ưu khuyết điểm bù trừ cho nhau rồi. Lý Mộ đối với ngợi khen cái gì cũng không phải là quá để ý đâu. Cái vị kia chính là tà tu động quyền đỉnh phong, cao thủ chính đạo Phù Lục Phái, giết hắn 2 lần mới hoàn toàn giết chết hắn, có thể từ trong tay của hắn chạy thoát. Lý Mộ đã rất hài lòng rồi. Sau khi biết được tin tức này, hắn liền sốt ruột, không có chờ nổi về nhà nói cho Liễu Hàm Yên. Liễu Hàm Yên ngạc nhiên lẫn vui mừng nói: Thật hả? Lý Mộ gật đầu nói: Thật chứ, hắn lợi hại nữa cũng không có khả năng lấy một địch ba. Lần này may là có quyển sách kia của ngươi, bằng không chỉ sợ không có ai có thể biết được âm mưu tà tu kia. Chuyện này Lý Mộ bây giờ mới nhớ lại, lòng còn sợ hãi. Nếu Lý Mộ chưa có nhìn thấy thần dị lục một tờ đó, căn bản sẽ không có nghĩ tới sẽ có âm dương ngũ hành luyện hồn trận có loại này tồn tại. Thiên Quyển Thượng Nhân âm thầm thu thập được hồn phách âm dương ngũ hành, cho dù không có thể thăng cấp siêu thoát, cũng sẽ khôi phục đạo hạnh ban đầu. Đến lúc đó chỉ sợ cũng là thời điểm mà gã đến tìm Lý Mộ. Bây giờ đã tốt rồi, gã đã bị 3 cường giả động quyền liên thủ luyện hóa, hồn phi phát tán. Lý Mộ không cần phải lo lắng bí mật hắn sống lại sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Thiên Quyển Thượng Nhân bị diệt sát, Liễu Hàm Yên tựa như so với Lý Mộ còn cào hứng hơn, kéo Lý Mộ ra ngoài mua cả một bàn lớn đồ ăn, còn mua một cái giò rượu nữa. Lúc mà từ chợ đi ra, vừa lúc gặp được Trương Sơn cùng Lý Tứ chuẩn bị đi quán mì ăn mì. Khi mà Trương Sơn nhìn thấy 2 người, ngẩn ra một phen, lặng lẽ nhảy mắt mấy cái với Lý Mộ nói: Lý Mộ, Liễu cô nương khéo như vậy sao? Liễu Hàm Yên hôm nay tâm tình hiển nhiên rất tốt, cười cười với hai người mời nói, hai vị bộ khoái đại nhân muốn cùng đi trong nhà ăn cơm hay không? Trương Sơn nhìn gà cùng với cá Lý Mộ đang xách trong tay, lại nhìn quán mì cái đó không xa, yết hầu giật giật, cao hứng nói, được. Lý Tứ lắc đầu nói, không phiền, chúng ta ăn mì thôi. Trương Sơn nhíu mày nói, có gà, có cá, ăn mì gì? Liễu Hàm Yên cười nói, không có gì phiền toái đâu, các ngươi mỗi ngày tuần tra vất vả như vậy đều là vì dân chúng của huyện Dương Khâu chúng ta. Lại nói các ngươi là bằng hữu của Lý Mộ mà, đi thôi. Lý Tứ còn muốn từ chối, Trương Sơn từ trong tay của Lý Mộ tiếp nhận gà cùng với cá cười nói, đây đây, đưa ta cầm chót. Đi hai bước, hắn bỗng nhìn phía trước nói, phía trước không phải là Đầu Nhi sao? Muốn mang Đầu Nhi cũng gọi luôn hay không vậy? Liễu Hàm Yên cũng thấy Lý Thành, nàng nghĩ nghĩ bước nhanh lên phía trước, nói hai câu với Lý Thành, hai người liền cùng nhau trở về. Hiển nhiên Lý Thành đồng ý lời mời của nàng rồi. Vốn chuẩn bị cái đồ ăn cho ba người, sau khi ở trên đường đi dạo một vòng, bây giờ cần phải chuẩn bị cho 6 người. Trương Sơn xung phong nhận việc giết gà, giết cá. Lý Mộ và Liễu Hàm Yên ở phòng bếp chuẩn bị. Lý Thành đi vào hỏi, ta có thể giúp việc gì không? Lý Mộ nhìn trái nhìn phải nói, Đầu Nhi nếu không có việc gì có thể thái cái chỗ rau này đi. Nấu cơm đối với Lý Thành mà nói có thể khó một chút, nhưng mà thái rau có loại chuyện này không làm khó được nàng. Con dao kia trong tay của nàng, Lý Mộ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, đậu phụ mà nàng cắt ra kích thước đều đều như là một khuôn mẫu khắc ra vậy. Phòng bếp không lớn, nếu ba người cùng đứng tỏ ra có một chút chật chội. Lý Thành và Liễu Hàm Yên, Lý Mộ đi ra khỏi phòng bếp tới trong sân. Trương Sơn đang xử lý con cá kia, ngẩng đầu nhảy nhảy mắt với Lý Mộ hỏi, thu được rồi hả? Lý Mộ hỏi, thu cái gì? Còn giả bộ hồ đồ với ta. Trương Sơn vụng trộm hướng phòng bếp nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói, đương nhiên, Liễu cô nương còn có thể thu cái gì? Ngươi hiểu lầm rồi. Lý Mộ lắc đầu nói, chúng ta là quan hệ hàng xóm bình thường thôi. Bình thường? Trương Sơn biểu môi, hàng xóm bình thường nào mà cùng nhau ra phố mua đồ ăn, ăn cơm ở trong một nồi chứ? Lý Mộ nhún vai nói, tin hay không tùy ngươi. Hả? Thực không có sao? Không có. Còn muốn gạt ta hả? Trương Sơn vẻ mặt không có tin nói, ngươi hỏi Lý Tứ một chút đi, ngươi và Liễu cô nương giống hai vợ chồng hay không? Không giống. Lý Tứ ánh mắt hờ hững nói, Liễu trưởng quầy phòng thủ tâm lý rất sâu, Lý Mộ tạm thời chưa có đi đến trong lòng của nàng, bọn họ chỉ có thể nói là bằng hữu quan hệ rất tốt, chưa có nói tới thích. Lý Mộ nhìn Trương Sơn một cái nói, thấy chưa, đây là khác biệt của ngươi cùng với Lý Tứ, chúng ta chính là bằng hữu rất thuần khiết đó. Nói đến thuần khiết, Lý Mộ có thể cam đoan mình đối với Liễu Hàm Yên rất thuần khiết, nhưng mà Liễu Hàm Yên đối với mình lại không nhất định nha. Chương 165, Lão Dương. Dù sao, nàng cũng từng động dục tình với Lý Mộ, còn ở trên cánh tay của hắn, sờ đi sờ lại, có lẽ thật sự rắp tâm bất lương đối với hắn rồi. Không có ai so với ta càng hiểu nữ nhân hơn, giữa nam nữ nào có hữu tình thuần khiết chứ. Lý Tử liếc Lý Mộ một cái nói, như các ngươi cho dù không có nhất kiến chung tình, sớm hay muộn cũng sẽ lâu ngày sinh tình thôi. Cái này không có nhất định. Trương Sơn cười nhạt đối với lời nói của Lý Tứ, ta cùng với lão bà của ta lâu như vậy mà cũng chưa sinh tình nữa. Lý Tứ nhìn hắn hỏi, lão bà của ngươi cũng tính là nữ nhân sao? Trương Sơn ngẩn ra một phen, theo bản năng muốn mở miệng phản bác, lại không biết nói cái gì, nhất thời bi ai cúi đầu chuyên tâm giết cá. Lý Tứ nhìn Giảng Giảng trong sân chạy tới chạy lui, chốc lát chạy đến phòng bếp xem Lý Thành thái rào, một chốc sau chạy tới xem Trương Sơn giết cá nói, Liễu trưởng quầy không biết trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng mà tiểu nha hoàng này là thật sự thích Lý Mộ, cái loại tiểu cô nương tuổi này dễ lừa nhất. Lý Mộ đối với Giảng Giảng cho tới bây giờ chưa có từng lừa gạt. Tiểu nha đầu đại khái lúc còn nhỏ bị đói ra cái bóng ma tâm lý, ai có thể cho nàng ăn no, nàng liền thích người đó. Lý Mộ mỗi ngày đều cho nàng ăn, Giảng Giảng cũng biết bánh ít đi thì bánh quy lại, mỗi ngày giúp cho Lý Mộ dọn phòng, quét sân, như là đấm bóp vai cái loại này, càng là chuyện thường. nàng bây giờ sắp xỉ trở thành nha hoàn chung của Lý Mộ cùng Liễu Hàm Yên rồi. Lúc này Lý Tứ nhìn nhìn phía phòng bếp nói, con có đầu nhi gần đây ánh mắt nhìn ngươi có một chút. Lý Mộ hỏi, đầu nhi làm sao? Nhìn Lý Thành từ trong bếp đi ra, Lý Tứ lắc đầu nói, không có gì. Đồ ăn hôm nay đều là Liễu Hàm Yên làm. Trương Sơn lúc ăn cơm đối với tay nghề làm bếp của Liễu Hàm Yên khen không dứt miệng, vừa lùa cơm vừa nói, ôi trời ơi, không ngờ Liễu cô nương tay nghề làm bếp tốt như vậy. Vị kia nhà ta nếu có một nửa tay nghề làm bếp của ngươi, ta chết cũng đáng mà. Về sau nam nhân nào mà cưới ngươi, thật sự tổ tiên tích đức 8 đời luôn. Liễu Hàm Yên mỉm cười khiêm tốn nói, nào có đâu chứ. Trương Sơn gấp miếng đồ ăn nói, thật sự bây giờ có một số nữ hài tử, nữ công không biết, xuống bếp không được, múa đao động kiếm, trái lại cái nào cũng lợi hại. Giống Liễu cô nương như vậy không nhiều, người đẹp, tay nghề làm bếp tốt, có tiền còn... Lý Mộ ho nhẹ một tiếng, sao? Ta nói không đúng sao? Trương Sơn liếc Lý Mộ một cái nói, nữ tử thì phải giống Liễu cô nương chứ. Ấy cha, Lý Tứ, sao ngươi đá ta? Lý Tứ cho hắn một ánh mắt nói, lúc ăn cơm yên tĩnh một chút đi. Trương Sơn theo phương hướng ánh mắt của Lý Tứ thấy được Lý Thành. Hắn như nghĩ tới cái gì biến sắc, lập tức nói, đầu nhi, ngươi đừng có hiểu lầm nha. Ta không phải là nói ngươi chỉ biết múa đao kiếm, cũng không phải là nói ngươi kém Liễu cô nương đâu. Không sao. Lý Thành sắc mặt lạnh nhạt, không để ý nói, ăn cơm đi. Có Trương Sơn sinh động không khí, bữa cơm này ăn phi thường náo nhiệt. Liễu Hàm Yên uống một chút rượu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Sau khi mà ăn xong, theo Lý Mộ cùng nhau thu thập bát đũa, khóe miệng còn mang theo một nụ cười nói, bộ khoái béo kia rất biết nói chuyện nha. Sáng sớm hôm sau, Lý Mộ tới huyện nhà. Từ trong miệng của Lý Tứ biết được, Trương Sơn bởi vì buổi sáng lúc vào nhà môn, mũ không có đội ngay ngắn, đã bị Lý Thành phạt tuần phố 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn phải từ sáng đến tối tuần tra khu trực thuộc của ba người bọn họ. Có Trương Sơn tuần tra thai, Lý Mộ cùng Lý Tứ có thể ở phòng trực để nghỉ ngơi rồi. Lý Mộ cũng vui vẻ thanh nhàn, vừa lúc có thể lợi dụng thời gian này tiếp tục đọc sách học tập. Từ sau khi mà Thiên Quyển Thượng Nhân bị tiêu diệt, mọi thứ trong huyện nhà đều khôi phục bình thường. Lý Mộ cũng như trút được gánh nặng. Bây giờ nhớ lại, mấy tháng qua vẫn luôn có một vị tà tu động quyền âm thầm nhìn trộm hắn. Lông tóc trên người của hắn vẫn nhịn không được dựng thẳng lên. May mà Thiên Quyển Thượng Nhân đã chết, cái vị tà tu động quyền này ở lúc mưu đồ hồn phách âm dương ngũ hành, trình độ cẩn thận tỉ mỉ của gã quả thật làm cho người ta giận sôi lên. Gã tỉ mỉ như thế dẫn tới Lý Mộ bây giờ ngẫm lại còn cảm thấy gã chết quá mức dễ dàng, không có hợp với phong cách hành sự trước đó của gã. Nhưng mà cẩn thận nghĩ một chút, cho dù cẩn thận đi nữa, gặp phải 3 cao thủ cùng cấp bậc, xác suất có thể sống sót cực kỳ xa vời. Lý Mộ hoàn toàn yên tâm, không có lo lắng nữa. Tới phòng trực của Lão Dương, từ trên giá sách tìm một quyển sách phong thủy mộ tán để mà đọc. Lão Dương nhìn hắn hỏi, Thiên Quyển Thượng Nhân chết rồi sao? Lý Mộ nói, chết rồi, đã bị cường giả Phù Lục Phái luyện quá rồi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lão Dương gật gật đầu tiếp tục bận rộn. Lão hôm nay hiếm thấy không có ngủ trưa, chịu khó khiến cho Lý Mộ kinh ngạc. Lão mang mặt đất ở phòng trực quét sạch sẽ, mang sách trên giá sách xuống, chuyển ra, dùng khăn lau cẩn thận. Thẳng cho đến khi toàn bộ không có tro bụi mới mang những quyển sách này đặt lại tại chỗ. Sau đó, lão mang toàn bộ hồ sơ đều sửa sang lại, dựa theo thời gian đặt chỉnh tề trên cái giá. Làm xong tất cả các việc này, phòng trực vốn hỗn độn đã rực rỡ hẳn lên. Lý Mộ nhìn trái nhìn phải nghi hoặc nói, người hôm nay sao mà chịu khó vậy? Lão Dương duỗi người một cái nói, cần phải rời xa nhà một chuyến, trước khi đi mang cái nơi này sửa lại một chút. Sách hồ sơ đặt tới vị trí của chúng nó nên đặt, miễn cho người tới sau không tìm thấy. Hả? Rời xa nhà hả? Lý Mộ nghi hoặc nói, đi đâu? Rất xa. Lão Dương cười cười, bỗng nhìn về phía Lý Mộ nói, mấy tháng qua ta vẫn luôn có vấn đề muốn hỏi ngươi đó. Lý Mộ buông sách xuống nói, ngươi không biết, ta sao có thể biết? Không, cái này ngươi biết. Lão Dương nhìn Lý Mộ, vẻ mặt lộ ra một nụ cười. Mà vấn đề gì? Lý Mộ nhìn Lão Dương, luôn cảm thấy cái Lão Dương hôm nay có một chút xa lạ. Lão Dương hỏi, ngươi làm như thế nào? Lý Mộ nghi hoặc nói, làm được cái gì? Lão Dương mỉm cười, ngươi là làm như thế nào mà chiếm cứ thân thể của Lý Mộ mà không bị bọn họ phát hiện giấy? Lý Mộ ngẩng đầu nhìn Lão Dương, không khỏi khắp cả người phát lạnh. Bí mật lớn nhất của hắn cứ như vậy bại lộ trước mặt người khác. Ngay cả Lý Thành mà hắn tín nhiệm nhất cũng không biết bí mật này của hắn, trừ Lý Mộ, một người duy nhất biết trong cơ thể của hắn không có linh hồn của Lý Mộ, chủ nhân ban đầu của thân thể chỉ có một người. Hung thủ giết hại chủ nhân ban đầu của thân thể chính là Thiên Quyển Thượng Nhân. Các bạn vừa nghe xong tập 21 Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.